Kênh Qua Làng Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Qua Làng Thơ mình chia sẻ với các cô chú anh chị mình mới nhận gói hàng. Gói hàng là cái dòng lan căn diệp. Lan căn diệp này là một cái loại lan toàn là rễ không à, nó không có lá nè các cô chú. Nó như lan ma vậy đó. Nó rễ mà nó không có lá, mà nó ra bông rất là đẹp, nó nhiều màu lắm. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ đốm đủ thứ vậy. Rồi giờ mình sẽ khui gói hàng ra. Thì cái loại này thì nó sống, nó bám vô trong những cái thân gỗ gỗ khô của ở trên rừng á các cô chú. Đó. Mùa này mùa khô nè, cho nên người ta đi người ta gặp người ta khai thác. Cái loại này thì tại số nó rẻ không à. Thì đó mình sẽ khui ra thử rồi hàng nó như thế nào nha. Đây là cái đây là cái miếng giấy hướng dẫn trồng lan căn diệp nè, cách chăm sóc rồi luôn, một số lưu ý nè. Mày họ kỹ họ gửi luôn cho mình tấm giấy nè, họ sợ mình không biết cách chăm sóc. Đây thì gọi lan căn diệp phải nói gì nữa các cô chú. Đó giống lan ma không mà mình nghĩ cái này là cái vò bông đó nè, mà không biết giữ được hay không, tại vì họ ship tới mấy ngày mới tới nè. Đó cái vò bông của nó nè, thì nó chủ yếu là mấy cái rễ thôi. Cái loại này thì sức sống nó mạnh liệt lắm, ở trên rừng nó bám những cái khúc cây mà nó khô vậy nè các cô chú. Nó khô đến nỗi hạn hán luôn, nhưng mà mưa xuống nó vẫn sống lại, nó mạnh đến nỗi vậy đó. Thì cái này nữa mình sẽ làm cái clip mình chia sẻ cái cách để mình ghép vô một cái khúc cây lớn, chứ mình không có để vô khúc cây nhỏ gì được. Thì cái cây nó mới phát triển, nó mới ra được một cái về lớn như vậy. Muốn cho nó có về lớn gì phải ghép vô cây lớn, gỗ lớn mới được. Mà đặc biệt là mình ghép vô thì mình phải lựa cái gỗ nào nó chắc, nó cứng mới được. Tại nó bám vô đó rồi, cái này mình không có tách bóc được. Nếu mình không biết tách bóc nó ra nó sẽ chết. Đây, như cái cây này nó có tới mấy bụi luôn đó nè. Đây một bụi nè, đây một bụi nè, đây một bụi nè, bên đây một bụi nè, nó bám nó chồng lên nhau luôn nè. Đó. Những cái khúc này rất ok luôn nè. Đó, hoa nó sẽ sổ từ những cái dòi này ra nè, chính giữa chỗ này nè, chỗ cái mắt của này nè, nó sẽ sổ hoa ra đây. Đó. Thế là mình mua sưu tầm thôi. Mình cũng thử trồng cho biết. Đây khúc nữa, đây đây khúc nữa nè. Đó nè, ngang ngón tay út mình nè. Mình sẽ để nó ra ngoài một cái. Thì cái loại lan này là các cô chú, cái loại lan này đa số là mình chỉ thấy là cái nó nguyên bản gì thôi, chứ đó giờ mình cũng chưa thấy họ ghép hay là như thế nào hết.
Nó chú thấy không, nó toàn là rễ không nữa, nó ra hoa là ngay trong cái nhị giữa này nè. Nó sẽ đâm ra, có nhiều khi đó, cái cây mình trồng phát triển tốt nó đâm ra ba bốn ngầm hoa vậy, nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà để cho cái cây phát triển tốt mình sẽ ghép, mình ghép vào ba bốn cục này nè, ba bốn cục như vậy nè đó. Vô trong một cái khúc gỗ lớn hoặc là một cái miếng miếng gỗ lớn gì đó để cho cây nó phát triển, nó ra một cái giò lan lớn. Nó là sức sống nó mạnh liệt lắm. Các cô chú ví dụ giờ cái lan này nè, cái lan này là mình chia sẻ luôn. Mình mua gì về mình để vậy nè. Đó, mình để trong vòng 24 tiếng cũng như các loại lan khác thôi. Rồi mình đem ngâm nước nữa. Ngâm nước ra cho rễ rồi nó hút cho đầy đủ nước. Đó, cho nó hút hút đầy đủ nước hết rồi mình ví dụ mình muốn cho cái lan này phát triển cho nó ra thành cái bụi lớn đó, thì mình ghép vô gỗ, còn mình để gì mình treo lên đó, để chỗ găm mát, để chỗ găm mát tại cái loại này nó ưa ẩm, như các cô chú nó ưa ẩm, mình để găm mát là nắng ánh sáng rồi cỡ khoảng 40% thôi đó, loại này nó ưa ẩm á, các cô chú để ngoài nắng là nó khô luôn à, nó chết luôn. Còn thuốc thì để xử lý thì mình chỉ ví dụ mình xin mình dùng B1 nè hoặc là Atonic dùng ít thôi. B1 Atonic thì để kích thích sinh trưởng, thì B1 thì kích thích rễ. Dùng ít thôi, mình xịt cho nó, mình nghĩ là xịt B1 không là được rồi các cô chú. Đây, cái loại này nó rễ không à, nó có lá gì vậy á. Ví dụ có giờ mình nhìn thấy, mình nhìn nó, mình nhìn thấy gậu không, nhìn giống mua cục cây quá đó, thấy nhìn thấy không, còn là rễ gì bám vô đây không à, chứ không phải là lan. Nhưng mà chắc nó là một cái loại lan đó các chú, loại lan này cũng thuộc dạng quý đó. Cái này cái mấy người dân người ta đi rừng người ta kiếm nó cũng khó lắm, chứ không phải là muốn căng mắt đi ra mới nhìn được thấy nó, chứ không phải nó, cái nhánh cây này nhiều khi nó nằm chót chót trên cây, một cái cây cao nhiều khi một cái nhánh cây nó cao là cả 50-70 mét là chuyện bình thường ở trên rừng á, họ phải leo lên nhánh á, họ muốn kiếm những cái loại lan này họ phải căng mắt ra chứ không phải giỡn đâu. Tại nó những cái rễ gì nè các chú thấy không, lý nhí không nè, nhìn đâu phải là nhìn sơ qua thấy được, mà trong rừng thì nhiều thứ lắm, cây cỏ rậm rạp rồi đủ thứ vậy. Thì này mình nữa mình sẽ mình kiếm cái miếng gỗ vú sữa hoặc gỗ nhãn vậy đó, mình sẽ khoan cho nó lỗ, khoan lỗ xong mình ghép nó vô luôn đó, ghép nó vô luôn cho rễ nó bám ra, nó thành một cái giò khủng đó, cái giò lan khủng. Chứ mình để gì thì cái khúc gỗ này là nó mục rồi nè các cô chú. Cái khúc gỗ này nó mục rồi, nó mục rồi, nó hết có chất dinh dưỡng giữ ẩm gì rồi, nó mục rồi, bắt đầu nó muốn hoang quỷ nè, để lâu có thể là mối mọt. Cái loại này mình ghép thì mình nên nên nên, nên dùng một ít rêu, ít rêu mình giữ ẩm cho nó, rồi mình hãy ghép với nó vô, tại cái loại này nó ưa ẩm lắm. Mình ghép thì để mình coi coi mình coi tìm cách nào mình ghép sao cho nó hợp lý, nhìn cho nó đẹp bắt mắt, khi sổ hoa rồi nhìn cho bắt mắt. Cái loại này nếu mình chăm sóc tốt thì hoa nó có thể là ra khoảng 4-5 cm các cô chú, 4-5 cm như hoa nó ra là hoa nó đẹp lắm chứ không đến tồi tệ. Nó cũng thuộc dạng là hiếm khó tìm. Này họ đi rừng họ chặt này, còn cái vết này vết chặt à.
như mấy cây này là mấy cây này như khúc này là nó rất khỏe mạnh, là nó bám rễ chặt, rễ to này thấy không, đó, rễ rất là to thấy không. Đây là nhìn rất khỏe luôn đó. Rồi hôm nay kênh Hoa Lan Thơ chính chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi là mình mới nhận cái gói hàng là lan căng diệp, cái này là lan căng diệp đó. Các cô chú yêu mến kênh Hoa Lan Thơ hãy nhấn like, nhấn vào cái chuông và đăng ký để tạo động lực cho kênh Hoa Lan Thơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.